Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc sách của chuyện của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc tiếp chương 11 của chuyện Nhi Thích Nguy Hiểm nha. Tôi chào mừng nhé. Quý Minh Nguyện, bạn à, anh chỉ chỉ đánh xong. Quý Minh Nguyện nói xong thì im lặng một lát. Nói thật, anh ta cảm thấy với tính cách của Chí Thanh, còn phần nửa là sẽ không đi. Sở Lâm rõ ràng cũng biết điều này, lại cố ý bổ sung. Đừng nhắc đến tôi sợ cậu ta không chịu đi. Lúc em ấy chỉ đang chuẩn bị đi ngủ, anh tấp một tấm thảm lên người. Tối qua mắc mưa, chán có hơi nóng, cho nên giọng điệu vốn lạnh nhạt trở nên càng lạnh nhạt hơn. Không rảnh. Quý Minh ạ, ông đối xử với bạn bè như thế sao? Chỉ Thanh, ông có chuyện gì? Quý Minh ạ, không có chuyện gì. Chỉ là muốn ăn cơm với ông. Chỉ Thanh. Quý Minh ạ, nắm chặt khoảnh khắc im lặng của chị Thanh. Tấn công mạnh mẽ. Gần đây áp lực công việc của tôi thật sự rất lớn. Ông biết tối nào tôi nhắm lại những bản nghĩ con mèo đó. Không biết từ lúc nào bọn nó mới có thể rửa sạch. Oan ức, không biết ngày nào hung thủ mới đền tội. Áp lực của tôi lớn như thế này. Vậy mà bây giờ muốn ăn một bữa cơm với ông mà thôi. Trước yêu cầu nhỏ nhoi này mà cũng không thể đáp được sao. Tôi gọi bị mất. Chỉ thành phút điện thoại luôn. Mấy giây xong, chỉ đang gửi đến hai chữ. Địa chỉ. Nói là bữa tối, nhưng bữa cơm này coi thành bữa kia thì thích hợp như. Địa chỉ ăn cách nhà chỉ đang không xa. Trong quán ăn có rất nhiều nhân viên văn phòng tan ca. Tan làm ca đêm ra ngoài ăn cơm. Mùi rượu rất nồng, còn giải lâm đặt ở lầu 2. Món ăn vừa lên được một nửa thì chỉ Thanh đến cho có lệ. Đến cho có lệ của anh biểu hiện cụ thể ở chỗ. Cầm tay còn chưa đeo. Bình thường nếu không đến chỗ đông người lại gặp người quen thì thực ra không phải lúc nào anh cũng đeo găng tay, đặc biệt là Quý Minh Nhuệ. Anh quá thân với Quý Minh Nhuệ, kiểu tư duy của tên này lại rất đơn giản, không cần đọc nhìn một phát cũng biết anh ta đang nghĩ gì. Tay chỉ Thanh rút vào trong túi áo khoác, vẻ mặt có lệ. Ý của tôi là đi xem, ngồi một lát rồi đi. Được nhân viên dẫn vào cửa phòng riêng mới nhìn rõ một đám người ngồi bên trong. Chỉ Thanh giải thích. Quý Minh Nguyệt thì không ngờ buổi tối mọi người đều rất rảnh rỗi, vừa vặn gom thành một bàn như này. Chỉ Thanh không chút nể tình muốn xoay người. Tôi đi đây. Vừa đến đã định đi. Chỉ Thanh còn chưa xoay người đi, đã bị người ở đằng sau để lại. Tay người đó trên vai anh. Lúc nói chuyện, giọng nói truyền đến từ sau lưng. Là tôi và cậu ấy từng nói với cậu. Nói rồi thì chắc chắn cậu sẽ không đến. Muốn mời cậu ăn, kể đến ăn cơm nhận lỗi, nhảy mặt, chứ. Mấy câu trước nghe từ ra tiếng người. Thì sau khi giải lâm bông tay. Tầm mắt lưu luyến dừng lại ở cổ tay Chỉ Thanh. Lúc nói ra lại không nghiêm túc như vậy. Hôm qua, ra tay có hơi nặng. Hình như chói cổ tay cậu đỏ lên rồi. Nhóm ba người nghe thấy thuận thế nhìn qua. Tối qua, sau khi lau tay xong, khởi văn phòng, có quá nhiều người, sau đó Chỉ Thanh lại đeo găng tay về. Cái găng tay không thấy gì cả. Hôm nay mới để ý đến sự vết mơ hồ trên cổ tay anh. Vết chói cả vạt đứt quãng, cuốn ngược vào. Từ xương cổ tay gầy gò, còn đến bên trong cổ tay. Chỉ Thanh. Cổ tay có đỏ không? Cổ tay có đỏ hay không anh không biết. Dù sao nắm đấm của anh đã nắm chặt rồi. Chúng ta sẽ đến với chương tiếp theo, chương 12, xác nhận. Những người khác đều đã ngồi vào chỗ, chỉ còn lại hai chỗ trống ở gần cửa. Nếu chị Thanh có lựa chọn thì sẽ không ngồi lại gần với tên điên này. Cảm anh hơi nâng lên, nói với Quý nhẹ. Ông, bước ra. Đổi chỗ. Quý Minh Nghệ mới lừa Chí Thanh đứng đây, sợ bị báo thù, vội vàng nói. Khi bước ra thì phiền lắm. Ông xem hai bên tôi đều có người. Quý Minh Nghệ nói. Ok. Vậy là mình đã đọc xong phần truyện Người Giới Nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video đọc truyện tiếp theo nhé. Bye bye.